Dạ vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi sáng của ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Hiện tại ở xưởng Nội thất Tuấn Long bên em vừa có một chiếc đồng hồ tứ trụ vát cột hạt, hàng mẫu mới của năm 2023 này. Bên em xin quay lại vài phút video, là đây là đơn đặt hàng của gia đình anh Hoàng ở khu vực thành phố Hải Phòng thôi nhá. Ở cây này thì bên em phát triển một cái mẫu rất chỉ là mới, và em sẽ quay lại vài phút video gửi đến cho gia đình anh Hoàng cũng như là các cô chú bác nào đang muốn mua đồng hồ tứ trụ vát cột hạt cao 2m3, rộng là 95 và sâu là 41 phân. Hàng nằm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi các nhá. Anh Hoàng cũng đã tham khảo rất chi là nhiều các xưởng sản xuất đồng hồ trên thị trường, và anh rất tin tưởng và cũng như là rất biết được cái hàng của xưởng bên em nó khác với các hàng xưởng khác, do đó là anh đặt một chiếc đồng hồ tứ trụ vát cột hạt này. Hàng bên em thì giá ở tại xưởng mọi nhá, giá tại xưởng và mẫu mã hoàn thiện nó khác hẳn so với các đồng hồ trên thị trường. Cây này thì bên em nhìn thấy, các bạn nhìn thấy này. Thứ nhất là chúng ta có cái mặt của chúng ta sẽ là mặt liền nguyên một tấm chứ không phải là mặt ghép mọi nhá. Đó, hàng trên thị trường thì hầu như là mặt ghép cả. Bên em là toàn bộ là sẽ là mặt liền nguyên một tấm, ván dày 2 phân. Ván mặt dày 2 phân mọi nhá. Ở phía bên này chúng ta có ván này 2 phân dưới đấy. Không phải 2 phân đâu. Cột này của bên em sẽ là cột độ dày 6 phân mọi nhá. Có độ dày 6 phân và chặt hạt đầy đủ. Hoàn thiện hoa văn rất đẹp, mọi người nhìn thấy đây. Đấy. Vân veo rất chìa lổi. Và đến giờ thì đánh chuông. Các bạn nhìn thấy hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng. 8 giờ sáng. Và đồng hồ đánh chuông rất đều mọi người nhá. Rất đều màu. Rất chính xác giờ. Tinh tinh rất nhiều nhá. Ở đây toàn bộ đồng hồ đánh chuông. Nên các bác sẽ nghe rất nhiều cái đồng hồ đánh chuông. Và ván hồi của bên em là độ dày là 1/6 rồi nhá. Ván hồi độ dày 1/6. Và hồi này sẽ là hồi liền nguyên một tấm ở trên xuống dưới, các bạn nhìn thấy đây. Hồi liền nguyên tấm rồi nhá. Cột ở dưới cũng độ dày là 6 phân và có xoay được rời như thế này. Xoay rời bởi vì nó sẽ rời so với phần thân trên. Rời so với phần thân trên. Phần thân trên thì chúng ta có phần bệ này. Đấy, trương là trương mặt quỷ. Trương mặt quỷ các bạn nhìn thấy. Có lòng thủng mọi nhá. Có các hàng rào chắn rất đẹp. Rất đẹp các bạn nhìn thấy. Đấy, mặt của chúng ta sẽ là mặt tròn. Lắp kính và phía bên trong em lắp máy Sunny của Hàn Quốc. Máy em là máy 1:1:35, máy Sunny Hàn Quốc bảo hành các bác 1:1:35. Đây là có cái bóng đèn nó vừa rời ra nhé. Trong quá trình sử dụng các bác nhìn thấy nó rời ra, các bác cắm vào đây giúp em. Đây. Đấy. Các bác cắm vào đây nó sẽ cảm biến ánh sáng và nó sẽ tự động đánh chuông cho mọi người. Các bác lưu ý giúp em nhé. Phía hồi bên này cũng tương tự như vậy, cái rất là hồi liền và vân veo, các bác nhìn thấy này. Vân của gỗ hương đá rất đẹp. Rất đẹp mọi nhá, cực đẹp luôn. Cực đẹp đây. Rất đẹp và đều màu. Các bạn nhìn thấy vân này. Vân tuyển đúng không ạ? Vân tuyển rất đẹp. Hậu hồi của bên em cũng là hồi liền đây, các bạn nhìn thấy này. Hậu sẽ là hậu liền, các bạn nhìn thấy một tấm luôn. Đây, vân đây, rất đẹp và tuyển chọn này. Đấy. Rất đẹp mọi nhá. Bệ như thứ toàn bộ được hoàn thiện kỹ càng và sơn bóng hết cả đằng sau lưng đến trên đỉnh. Đấy, sơn bóng hết mọi người nhá. Kể cả cái phần trong này bên em đều sơn đầy đủ cho các bác này. Đây, trong hậu này, bên ria hồi này, các bác sờ rất mịn mọi nhá, hoàn thiện rất kỹ càng và tỉ mỉ. Bên dưới là phụ kiện ba quả lắc và một ba thanh tạm và một quả lắc mọi nhá, ba thanh tạm quả lắc, lắc rất đều màu, lắc rất chuẩn mọi nhá. Phía dưới là phần trụ bệ, phần bệ này các bác nhìn thấy là bên em đang cải tiến cho các bác một cái bệ hoa văn rất chi là mới. Cái bệ này đang có cái họa tiết hoa văn đẹp hơn bệ của năm ngoái. Nó là họa tiết hoa tây. Nó đục sâu hơn mọi nhá, đục sâu hơn và hoàn thiện nó. Hoàn thiện thì rất chi là kỹ rồi, nhưng họa tiết hoa văn thì nó được cải tiến lên một chút. Đấy. Để làm sao đục nó sâu hơn và hoàn thiện nó được bóng hơn. Đấy, cho anh nhìn thấy này. Rất đẹp rồi nhá. Đấy, vân veo nổi trội. Với phần bệ là rộng nhất từ trái này qua phải là 95 phân. Cao là 2m3, rộng 95 và sâu vào bên trong là 41 phân. Đấy, các bác nào đặt hàng liên hệ trực tiếp với xưởng qua số điện thoại là 0961033970. Cái này thì bên em đang bán là giá là 13,5 triệu đồng. Miễn phí vận chuyển cho các bác là 50 km đầu tiên các bác nhé. Các bác cứ tham khảo thoải mái trên thị trường và đặt hàng bên xưởng bên em. Thì em có những cây hàng đẹp nhất để gửi đến cho nhà của mọi người. Ok, em đang xin cảm ơn gia đình anh Hoàng đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em. Và chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.